Lúc em đi du lịch ở Đà Lạt và em có cơ hội để ăn thứ con chó, em nghĩ là vì có một số người ở Việt Nam ăn được món này cho nên em cũng có thể thử, cho nên em ăn rồi. Kết quả như nào? Thật sự em cảm thấy là không ngon, tại vì giống như là plastic, là nhằm 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 nhằm. Và cái sốt màu tim cũng là hơi mặn và thương. Mắm tôm. Và cái, mắm tôm. Và mắm tôm. Thịt nó dai quá nên bạn bảo là giống plastic, giống nhựa. Giống, vâng. Giống như plastic cho nên là không phải em không quan tâm đến con chó, nhưng mà em chỉ tò mò thôi về văn hóa của Việt Nam. Hàn Quốc hình như cũng có món thịt chó đúng không? Em nhớ là ngày xưa có, còn hiện giờ để mà tìm thì em thấy khó lắm. Đây là góc nhìn của Phúc. Mặc dù Phúc không ăn thịt chó, nhưng Phúc thấy nhiều người là đạo đức giả. Tại vì nhiều người ăn thịt, thịt gà, thịt vịt. And họ nói, but con chó đây là thú cưng. Phúc là người có con gà thú cưng, con vịt thú cưng. Nhưng mà mọi người đang ăn. So, tại sao nói về thịt chó hoặc là thịt mèo, không ăn được nhưng mà vẫn ăn thịt gà, cả đời. Đó là đạo đức giả. Ok, thế anh vừa gọi em đạo đức giả. Từ từ, anh không đồng ý là cái đạo đức giả là cái sao? Có 1.800.000.000 người Hồi giáo trên thế giới này không ăn thịt chó, ok, và nó theo tôn giáo của họ. Thứ hai là bên châu Âu, cả ở Mỹ cũng hoàn toàn rất nhiều người cũng không ăn thịt chó. Và phần tư thế giới là không ăn thịt chó rồi. Ok, bao nhiêu người ở nước Ấn Độ không ăn thịt bò? Bao nhiêu người ở Trung Đông không ăn thịt heo? Yeah, có nhiều người không ăn thịt này hoặc là thịt kia. Nhưng mà ăn thịt là thịt, động vật là động vật. Xin lỗi, thú cưng là thú cưng. Có nghĩa là Phúc có ý nói là thịt nào của động vật cũng như nhau. Tại sao chúng ta lại phân biệt là chỉ có chó mới không nên ăn mà chúng ta lại có quyền ăn gà, bò, heo? Theo phân tích của Đạo Hồi, tức là ăn những cái động vật mà nó ăn cỏ thì được phép ăn. Còn những cái động vật mà ăn thịt thì là không được phép ăn. Còn ăn thịt đúng là cơ thể của chúng ta phải có thịt thì mới gọi là đủ chất dinh dưỡng. Nhiều người cũng bảo là vẫn có thể có protein ở trong các loại rau hoặc là củ quả, nhưng mà nó không bằng cái loại protein mà nó trong cái thịt của động vật. Riêng em thì em không quá tấn công những người mà ăn thịt chó. Nếu đấy là văn hóa của một đất nước nào đó hoặc cả một vùng miền nào đó thì em hoàn toàn tôn trọng. Ví dụ như có một số ngư dân ở vùng biển thì coi con cá voi là cá ông, mọi người rất tôn thờ con đấy. Nhưng ở Nhật Bản thì đơn giản là có cả luôn cả sashimi cá voi. Các nước Hồi giáo hay các nước Ả Rập chẳng hạn mà là đa phần là theo Đạo Hồi ấy, bạn mà ăn thịt lợn trước mặt họ ấy là bạn sẽ bị kỳ thị kinh khủng. Bạn có khi là bị sẽ bị chửi hoặc là có khi là bạn bị đuổi về nước chẳng hạn đấy. Đánh luôn. Đấy. Cho nên ở đâu thì mình tôn trọng văn hóa của nơi đó. Chẳng hạn như là Ấn Độ, người ta không ăn thịt bò, em sẽ không bao giờ ăn thịt bò trước mặt những người thờ con bò. Đấy. Em mong rằng người Việt Nam hiểu một điều là người Đạo Hồi không ăn thịt lợn và họ sẽ cảm thấy rất khó chịu khi giao cho họ thịt lợn. Cho nên chúng tôi sống ở Việt Nam thì chúng tôi tôn trọng văn hóa Việt Nam và tôn trọng của người Việt Nam. Và mỗi người Việt Nam muốn ăn gì thì cũng ăn thoải mái, miễn là không ép tôi phải theo bạn. Chương trình của chúng ta tên là Nhấp Ra Tùy Tục, nhưng tùy từng tục. Cái vấn đề là nếu mà có nhu cầu ý ạ, ăn thịt chó gây ra một cái nạn là người ta sẽ trộm chó. Ăn trộm chó và ăn thịt chó mà người khác nuôi. Đúng rồi. Thì cái đấy là rất là xấu, em rất không thích cái điều đấy. Em thấy là rất là nhiều như kiểu chó nhà các bác bị trộm này, rồi mà toàn là những con chó mà kiểu các bác nuôi lâu năm bị trộm, xong rồi bị kéo lê ở ngoài đường ấy. Ở Việt Nam mình rất là hay trộm chó và đưa cái bả chó nữa, hay đánh bả chó. Và trong cái bả chó thì có hóa chất, nên là khi mà con chó ăn cái bả chó đấy vào, có hóa chất trong người và mình ăn vào thì rất là dễ chết. Thì đấy là một cái nó còn nguy hiểm hơn. Hay là rất là nhiều con chó bị dại mình không biết và bị trộm chó rồi làm thịt lên mà mình ăn vào những con chó dại thì cũng rất là nguy hiểm. Và có những người đã bị chết vì ăn thịt chó rồi. Thì đấy là một cái lý do lớn hơn mà chúng ta nên nói là không nên ăn thịt chó nữa. Rất đồng ý. Cái này phải nói thật là như này. Ngày xưa trong dân gian thì người Việt Nam nhà nào cũng nuôi vài con chó để trông nhà, cũng không hẳn là thân thiết lắm như bây giờ mình bế đi ngủ rồi cho ăn vuốt ve này nọ đâu. Mà thực ra những con chó thuần chất là cũng như các loài động vật khác được nuôi trong nhà. Thì thi thoảng kiểu nhà có khách cái gì đấy mà muốn làm nó thật là trang trọng hoặc vào những dịp đặc biệt, có những nơi phải vào những dịp lễ thì người ta mới có món ngon là món thịt chó. Đây là một cái món mà về mặt khoa học thì nó rất nhiều đạm. Thì đôi khi là có những nơi văn hóa thì người ta vẫn ăn thịt chó. Nếu mà bây giờ mà trẻ nhỏ có vấn đề ra để xem đâu là đúng, đâu là sai, ăn con gì thì đúng, ăn con gì là sai,
thì nó rất tùy từng người. Đầu tiên là tùy mỗi người đã. Thứ hai là tùy cái phong tục văn hóa ở đấy. Và thứ ba là tùy cái hoàn cảnh. Và thứ tư nữa là tùy đấy, còn tôn giáo rồi còn rất nhiều thứ khác nữa. Tôi xem gấp ra tùy tục lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.